Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên diễn ra hội nghị trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và trao kinh phí hỗ trợ quỹ vì người nghèo của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giới thiệu khái quát những thành tựu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội cũng như hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng đạt gần 13%, dẫn đầu các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách đạt kỷ lục trên 51.000 tỷ đồng, nằm trong top 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Tỉnh Hưng Yên kiên định và quyết tâm thực hiện định hướng phát triển dựa trên 3 trụ cột là công nghiệp, đô thị, dịch vụ và phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh của cả nước. Các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể cũng hết sức là quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thông qua việc tạo lập môi trường kinh doanh, năng lực, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu hút cho các dự án đầu tư mới, nhưng quan trọng hơn là hỗ trợ cho ngay những cái doanh nghiệp hiện có đang hoạt động ở tỉnh Hưng Yên. Chỉ trong 2 năm thôi thì cái bước cải thiện về chỉ số PCI xếp hạng của chúng tôi đã được nâng 39 bậc từ mức 53 trên 63 tỉnh thành lên là xếp hạng 14 trên 63 tỉnh thành phố. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng có hơn 15.200 doanh nghiệp. Đây là cái dư địa rất tốt để trong thời gian tới tập trung phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, như là nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã đề ra. Và bản thân Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên ngay từ năm 2021 cũng đã ban hành nghị quyết số 15 về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Và kể từ khi ban hành cái nghị quyết này thì những cái kết quả đạt được về phát triển số lượng và nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân có những bước chuyển biến rất là quan trọng. Bày tỏ ấn tượng với những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho rằng từ một tỉnh nông nghiệp khi mới tái lập, Hưng Yên đã có sự chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ. Chúng tôi cũng rất là ấn tượng với một cái con số doanh nghiệp trong tỉnh với hơn 15.200 doanh nghiệp và với 1,4 triệu dân, thì có nghĩa là người Hưng Yên rất là có năng khiếu làm doanh nghiệp, tới khoảng 90 người dân thì sẽ có một doanh nghiệp. Hiện nay thì các đồng chí đang xác định cái xây dựng kinh tế phát triển nhanh, xã hội thì hài hòa và môi trường sinh thái thì bền vững. Tôi cho rằng đấy là những cái thành tựu rất lớn và những hướng đi rất đúng của Hưng Yên. Vừa rồi chúng tôi cũng rất là cảm ơn các đồng chí đã phối hợp chuyển giao 19 tổ chức đảng với trên 600 đảng viên từ Đảng bộ Hưng Yên về Đảng bộ các ngân hàng và sinh hoạt ở Đảng bộ khối. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương trang trọng trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng 7 đồng chí thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam. Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ 1 tỷ đồng cho quỹ người nghèo tỉnh Hưng Yên. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Hưng Yên đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên.